Bộ Giao thông Vận tải vừa trình Chính phủ dự thảo mới nhất thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 16 về công tác đăng kiểm. Dự thảo kiến nghị sửa nhiều quy định về kéo dài chu kỳ đăng kiểm, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới nhằm giảm tải nhu cầu kiểm định, giảm chi phí xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình đi đăng kiểm. Cụ thể, ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, đối với xe sản xuất đến 7 năm, chu kỳ đầu thay đổi tăng lên 36 tháng, trước đây 30 tháng, chu kỳ định kỳ 24 tháng, tăng 6 tháng so với trước đây là 18 tháng. Ô tô sản xuất trên 7 năm đến 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 12 tháng, thời gian sản xuất trên 15 năm, chu kỳ đầu và định kỳ là 6 tháng. So với trước đây, chu kỳ này chỉ tính xe sản xuất từ 7 năm đến 12 năm và trên 12 năm. Ô tô chở người các loại đến 9 chỗ ngồi không kinh doanh vận tải được giãn chu kỳ đầu lên 36 tháng thay vì 30 tháng như trước đây. Đối với ô tô chở người các loại đến 9 chỗ có kinh doanh vận tải, quan điểm của phía Cục Đăng kiểm Việt Nam là vẫn giữ nguyên chu kỳ kiểm định. Xe có thời gian sản xuất đến 5 năm chu kỳ kiểm định đầu là 24 tháng và chu kỳ định kỳ là 12 tháng. Xe trên 5 năm thì chu kỳ kiểm định định kỳ rút xuống còn 6 tháng. Dự thảo mới cũng quy định với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ, không còn tính theo loại không cải tạo hay cải tạo mà tính theo thời gian sản xuất. Chu kỳ kiểm định đầu và thời gian kiểm định định kỳ giống với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ kinh doanh vận tải. Riêng với ô tô chở người các loại trên 9 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên, kể cả ô tô chở người trên 9 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 9 chỗ, chu kỳ kiểm định 3 tháng. Đối với ô tô tải các loại, ô tô đầu kéo đã sản xuất từ 20 năm trở lên, kể cả ô tô tải, ô tô đầu kéo đã cải tạo thành ô tô chuyên dụng. Ô tô tải được cải tạo chuyển đổi công năng từ ô tô chở người sản xuất từ 15 năm trở lên, được áp dụng chu kỳ kiểm định định kỳ 6 tháng, tăng 3 tháng so với trước đây. Phía Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng tính toán số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi dự thảo sửa đổi bổ sung thông tư 16 là 3.073.629 xe. Ngoài ra, dự thảo mới nhất thông tư sửa đổi bổ sung thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải cũng sẽ đưa vào quy định miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới mới chưa qua sử dụng, có năm sản xuất không vượt quá một năm, tính từ năm sản xuất đến năm nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định. Theo đó, người dân sau khi mua xe sẽ được miễn kiểm định thời gian bằng đúng chu kỳ đầu kiểm định xe cơ giới, tương đương với 36 tháng đối với xe ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải, theo dự thảo mới nhất. Ở thông tư hiện tại, chu kỳ này là 30 tháng. Như vậy, với số ô tô mới năm 2022, khoảng 455.000 xe, dựa theo dự báo gia tăng ô tô hàng năm tại Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa ra con số năm 2023 sẽ có khoảng hơn 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu.